Cần mua cục sạc nhưng lại phải là màu hồng thì chắc chắn rằng anh em nên mua em này. Đây là Anker Nano Pro phiên bản màu hồng em nhé. Em thì có cỡ khá là nhỏ và có rất là nhiều màu khác nhau, anh em thì tùy chọn nhé. Cái đầu vào này thì là 100-240V, còn đầu ra của em này thì là đầu ra Type-C. Anh em có thể ra lên tới là 20W. Theo như biết ở đây là 9V ở 2.22A, tức là 20W anh em nhé. Rất phù hợp với cả những chiếc máy hoặc là những chị em nào muốn sạc chiếc iPhone của mình ở tốc độ khá cao thì mua em này.